Rồi. Xin chào quý bà con thân yêu, mình là Quang sáng lập kênh siêu thị cây giống. Ngày hôm nay Quang xin phép được quay lại với bà con trong cái chuyên mục là cây xuân vườn. Và hôm nay Quang sẽ trực tiếp chia sẻ với bà con chúng ta cái cách xử lý sau khi đã mua một cây nho thân gỗ về nhà thì chúng ta cần phải làm gì. Đứng kế bên cạnh quanh đây, đây là một cái cây nho thân gỗ mà lá lớn, hay còn gọi là nho thân gỗ trái đỏ, hay còn gọi là nho thân gỗ 12 vụ. Và bà con xem đây nè, những cái trái của nó nè bà con. Đó, những cái trái của nó to hơn cái đầu ngón tay của Quang luôn ha. Những cái trái này nó còn lớn nữa nha. Và bà con có thể xem những cái sắc tố đỏ của nó. Đó, là nó đang chuẩn bị là nó chuyển màu nha bà con nha. Khi từ lúc mà hình thành á, màu còn lúc còn nhỏ á, thì ra bông màu trắng. Khi mà đậu trái thì nó có cái trái màu xanh. Trời nó cắn phải quá mình nè. Mà khi còn nhỏ thì nó có trái màu xanh, và khi mà lớn lên á, làm chừng chín á, thì nó sẽ chuyển qua màu đỏ. Và màu đỏ thì bà con cũng biết nó mang lại cái giá trị phong thủy rất là tốt cho cái gia chủ. Thì rất là nhiều những cái quý bà con chúng ta rất là thích cây nho thân gỗ 12 vụ này. Bên cạnh cây nho thân gỗ tứ quý có trái màu đỏ, lá nhỏ thì xin lỗi, cái trái màu đen, thì cây nho thân gỗ tứ quý, nho thân gỗ 12 vụ trái màu đỏ này cũng rất là được lòng thực khách. Cây những cái quý khách mà thích trồng cây, cây này thì quanh 1m6 thì nó cao cỡ tầm 1m4 đó, và nó đang vừa đi đọt vừa cho trái thì rất là dễ thương. Nếu quý bà con chúng ta muốn lần này nó dưỡng bông tốt thì bà con chúng ta khi mua về chúng ta có thể tỉa cành bớt đi, chúng ta có thể cắt bớt những cái lá non này đi ha bà con ha. Đó, chúng ta có thể cắt bớt những cái lá non này đi để cho nó đi. Mình làm cây bonsai mà, mình làm cây bonsai thì mình muốn cho nó thấp á, mình có thể tỉa bớt những cái lá non này đi ha bà con ha. Nếu bà con thấy là cái lá nó đã sum xê rồi nha. Còn nếu bà con thấy cái lá nó hơi yếu, cái bộ tàn nó hơi yếu thì chúng ta để nha. Chứ chúng ta phải tùy theo cái cây của chúng ta, khi mà chúng ta nhận được là lá nhiều là ít. Dĩ nhiên là khi quá trình vận chuyển thì cây nó có thể là nó hơi mệt, lá nó có thể hơi dặm xíu. Thì quý bà con chúng ta cũng thông cảm giúp chung quanh nhé. Còn bây giờ thì Quang đã chuẩn bị cho bà con xong những cái giá thể nè, cũng như những cái dinh dưỡng cần thiết để chúng ta trộn vô cái cây của chúng ta để chúng ta thay chậu. Đầu tiên thì Quang xin phép được giới thiệu về cái chậu. Đây là cái chậu ha bà con ha. Cái chậu này thì đường kính của nó, đây là những cái phân bón mà dùng để cung cấp cho cái cây của chúng ta. Cái đường kính của cái chậu này thì Quang sẽ đo. Đường kính chậu này là đường kính 40cm, đường kính lọt lòng là 40cm. Nó rất là vừa với cái cây thân gỗ, nho thân gỗ như thế này. Quan trọng không phải là đất nhiều hay đất ít, mà quan trọng là dinh dưỡng như thế nào. Thì ở đây thì Quang đã trộn sẵn cho quý bà con chúng ta một cái giá thể là Quang không trộn đất nha. Tại vì có nhiều nơi là bà con không có tìm được đất, chẳng hạn như ở trên Sài Gòn bà con rất khó tìm đất. Thì đây là một hộp giá thể gồm là 80% sơ dừa và 10% tro trấu. Và bây giờ để mà giúp cho cái hỗn hợp dinh dưỡng này nó giàu dinh dưỡng hơn nữa, giống như tên gọi của nó, thì Quang sẽ sử dụng cái dinh dưỡng là humic Hoa Kỳ ha bà con ha. Quang sẽ sử dụng cái dinh dưỡng là humic Hoa Kỳ và Trico Humic. Humic Hoa Kỳ nó sẽ kích thích rễ và cung cấp vi lượng cho cây. Còn Trico Humic nó sẽ giúp môi trường đất trở nên là môi trường đất có lợi, phát triển con Trichoderma, hệ vi sinh vật có lợi, và tiêu diệt những con tiến trùng rễ, con nấm Trichophyta, nấm Fusarium, Phytophthora. Những con nấm này nó hại bộ rễ và nó làm lở cây, ghẻ cây, nấm cây, vân vân, rất là nguy hiểm. Thì đối với cái chòm mà như thế này thì chúng ta sẽ trộn khoảng là 2 nấm Trichohumic ha bà con ha. Trong Trichohumic phải nói thêm một cái đặc tính nữa là bạn này đó là 2 trong 1 ha. Vừa có 3 con nấm Trichoderma đầu dòng và trong này có cả luôn cái phần thức ăn cho con nấm Trico đó luôn, nên nó phát triển rất là ok. Và nó còn cả luôn cả humic, một phần humic trong đó nữa. Còn cái humic Hoa Kỳ cũng là 2 trong 1, vừa có humic vừa có vi lượng, chúng ta cũng cho 2 nấm. Do cái này là xíu nữa Quanh còn thay những cây khác nữa, nên Quanh để cho một xô bự như vậy. Chứ thật sự ra thì khi mà bỏ vô đây kết hợp với cái chậu kia thì nó cũng vừa phải, ít cái giá thể thôi chứ không nhiều lắm đâu. Chúng ta trộn đều lên ha bà con ha, trộn đều lên rất là dễ dàng. Tại sao phải trộn trấu vô? Trộn trấu vô để giúp tạo một cái độ thoát nước. Và bà con cũng thấy là bất kỳ cái chậu nào, nếu mà cái chậu đã được chế, bây giờ chúng ta sẽ lấy những cái giá thể này chúng ta bỏ vào trong cái chậu ha bà con ha. Giá thể, một cái giá thể dồi dào dinh dưỡng, chúng ta sẽ bỏ vô chậu của chúng ta. Ok, rồi chúng ta sẽ ướm chừng xem là cái chậu này. Chậu này cũng nặng lắm nha, không có đùa được đâu á. Đó, khi chúng ta bỏ vô thì chúng ta ướm chừng, thì tới đây là cái mặt bề mặt chậu á bà con. Hên quá, có cái kéo. Đây,
thì cái bề mặt chậu à nó ngang với cái bề mặt của cái bầu thì chúng ta ok. Như vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu bỏ cây vô là vừa ha bà con ha. Đó thì bây giờ Quanh sẽ bỏ nó ra ngoài để Quanh tháo cái ấy đã, Quanh tháo cái lớp bao ở bên ngoài. Thật sự ra cái lớp bao này là cái bao này là nó có nó tự hủy nha bà con nha, cái bao này nó tự hủy được, nhưng mà ý là Quanh muốn cho nó, Quanh kiểm tra cái giá thể của nó coi là giá thể nó còn xài tốt không. Nếu nó không xài tốt thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải bỏ bớt đi, tại vì những cái giá thể này nhiều khi mà ê cha nhâm chút làm vậy làm rớt luôn này, nó hơi lúc lắc ra, hồi nữa Quanh phải kiếm cái cây để Quanh chịu nó lại, tại vì hàng bonsai nó hơi lúc lắc tí. Ok, đây bà con, hàng con rễ rất là nhiều ha bà con ha, rễ rất là nhiều. Rồi bây giờ mình cũng bóp nhẹ cái bầu nha, mình cũng bóp nhẹ cái bầu ha bà con ha, để làm gì ạ, để kích thích cái bộ rễ của nó ha. Nhiều khi nó lâu quá rồi nó bị nín ha bà con ha, bóp nhẹ cái bầu nha. Đó đó, rồi bây giờ chúng ta nâng nó lên, chúng ta bỏ vào chính giữa chậu ha, được chưa, canh chính giữa chưa, giữa cho em dày giữa nè ha, qua đây dày ha, ok chưa. Rồi nhiều khi là mình ở trong cuộc mình không có nhìn rõ được cái trong kẹt mày hỏi cái đứa bên cạnh. Rồi sau khi mà nó đã giữa rồi thì bây giờ còn những cái khoảng không. Khi mà bà con vô chậu bà con nhớ dùng Quanh một cái này nữa nha. Lúc nãy là Quanh rất là cẩn thận đối với nó, mà ai ngờ trong lúc mà vô chậu thì lại làm rớt nó rồi, rất là tiếc luôn. Nhưng mà không sao hết, rất là may là bạn này đã nhú bông rất nhiều rồi. Nên là khi bà con á trồng nho thân gỗ á là chúng ta cũng lưu ý cái vụ đó. Đúng là cái gì mình sợ là nó tới. Ngộ ha. Phải vậy Covid á bà con đừng sợ. Bà con giống như anh hùng, giống như Quanh với mọi người đây nè, chuẩn bị sẵn hết lương thực, xong rồi cái tập thể dục mỗi ngày, ngày nào cũng vui vẻ trồng cây, rồi phục vụ khách hàng, rồi bảo vệ bản thân bằng cách ví dụ như có giao hàng đồ này kia thì xịt khử khuẩn, rồi tiếp xúc với người lạ thì đeo khẩu trang y tế, rồi chắn đồ đầy đủ, rồi khi mà lên xe cây thì bên Quanh sẽ mặc đồ bảo hộ. Cái khúc này là nhờ anh Diễn tua qua giùm em cho nó nhanh. Đó bà con ém chặt ha, ém chặt. Dễ ha bà con ha, dễ ôm à. Rồi xong, đẹp đẽ con bà bảy luôn. Ví dụ như quý bà con chúng ta ha, lú cái đầu ra xí. Ví dụ như quý bà con chúng ta ha, mà có cái thằng hoa 10 giờ á, chúng ta có thể trồng xung quanh đây, hoặc là trồng hoa giáp cá gì, những cái cây cải con, hoặc là trồng cái hạt thanh long của bà con cũng rất là dễ thương ha bà con ha. Sau khi mà chúng ta đã trồng xong rồi thì Quanh cũng chia sẻ thêm chút xíu. Nho thân gỗ á, thì nó là sẽ hồi xíu lấy cái cây cộm lại ha em ha. Rồi cái này thì dưới Quanh thì nó hơi gió, bà con xíu nữa Quanh sẽ lấy cái cây Quanh cạm, Quanh cố định cái cây này lại chút. Rồi nho thân gỗ bà con thấy nè, Quanh dưa dơn quay sát giùm chị ha. Nó bò. Nho thân gỗ thì bà con thấy những cái trái là nó sẽ mọc từ ở trong cái thân mọc ra, thế nên là những cái cành nào mà nó gọi là cành tâm á, hạn như cành này cành tâm nè, bà con cắt bỏ những cái cành tâm này đi để mà tạo điều kiện cho cái hoa nó nở ha bà con nha. Cái cành tâm nào mà vô giá trị rồi bà con vui lòng chịu khó tỉa giùm Quanh, đừng có để nó chi ha. Ví dụ như cành này cành chỏi ngược nè, chúng ta cũng cắt bỏ nè, để chi ạ, để nó tạo cái không gian cho cái cây nè, giống như cái cành này nè đó con ha. Đó, tạo cho cái không gian cho cái cây của chúng ta phát triển tốt. Để Quanh coi trên này kiểm tra còn cành tâm nữa không, đây cành tâm nè, chúng ta bỏ đi ha, ok chưa. Đấy rồi chút xíu nữa Quanh sẽ
có cái cây cố định lại gì nữa cho cây nó không có bị gió lung lay làm lay động cái gốc nữa là ok ha. Rồi bà con thấy nè, những cái bông nó chi chít từ trong này về nè, nên khi bà con chúng ta về chúng ta trồng á, đặc biệt đối với cái thằng trái này. Vậy bây giờ sau khi mà trồng xong thì chúng ta cần phải làm gì? Sau khi trồng xong thì bà con chúng ta có thể thêm, chúng ta rải ở trên. Tại vì nãy trộn á, nhiều khi trộn không đều, cũng như là quanh muốn cung cấp thêm dinh dưỡng ở bề mặt phía trên thì chúng ta rải ở phía trên chút xíu như này. Cái thằng humic Hoa Kỳ với Intrico humic nó dễ sử dụng lắm. Chúng ta rất là và rất đặc biệt là rất là an toàn đối với sức khỏe người sử dụng, tại nó toàn bộ là hữu cơ, mà con thấy quanh toàn bộ là bóc bằng tay hết ha. Và bàn tay của quanh thì đặc biệt là con gái thì cũng rất là quý chứ, nhưng mà nó là hữu cơ, nó an toàn nên là quanh không lo gì cả đó. Thì sau khi mà trồng xong thì bà con chúng ta có thể là rải thêm một cái lớp dinh dưỡng lên trên này, sau đó chút xíu nữa là mình lấy nước mình tưới lên thì nó sẽ thấm vô ha. Còn ở trên thì sao? Ủa, nó hơi mò. Còn đối với những cây mà đã có trái rồi, bà con quanh sỉ cho bà con một cái thần dược cho cái trái nè. Đó là đối với cái nho thân gỗ và những loại có trái rồi thì bà con sử dụng siêu lớn trái. À quên lấy chai siêu canxi bo nữa đó em ha, siêu lớn trái với siêu canxi bo để mà phun lên ở trên lá và để phun lên trên lá và trên trái để giúp kích thích những cái trái này nè, cứng cáp to khỏe. Những cái trái gì nè nè bà con nè, nó còn lớn nữa nha. Những cái trái này bà con nhìn kỹ nè, nè dân quay kỹ cho bà con xem nè, xin lỗi bà con nè, cái da nó nè coi bà con nè, còn rất là mỏng nè. À xin lỗi, cái ra nó còn chưa nở hết nữa nè bà con nè, cái da nó nè quanh mở cho bà con xem nha, lỡ rồi lỡ cùi rồi không sợ lỡ luôn nè, rất là dễ thương ha bà con ha. Khi nó chín á, bên trong đó đó bà con thấy sẽ có 1-2 cái hột ha, và rất là dễ thương ha, rất là dễ thương ăn á, giống như trái trăm mình hồi xưa vậy đó, tự nhiên tháo ra cái nó thèm. Ừ, thơm lắm nha, thơm, mùi thơm rất là dễ chịu nha, nhưng mà khi chín nó sẽ có cái màu đỏ nha bà con nha, chứ không phải cái màu này ha bà con ha, này là do anh lỡ tay. Rồi bây giờ nha, cái quy trình chăm sóc tiếp theo làm sao để cho trái nó lớn, trái nó sai, trái nó nhiều, đậu hoa nhiều và trái nó cứng cáp chứ chắc chắn, thì bà con chúng ta nhờ bữa con chúng ta đăng ký kênh đi, để mà quanh có thể chia sẻ với bà con trong những cái video tiếp theo. Mỗi video nó ngắn ngắn vừa phải thôi, mình làm giai đoạn này trước đi, và giai đoạn tiếp theo thì đăng ký kênh và xem cái link tiếp theo ở phía sau video này ha bà con ha. Rồi cảm ơn quý bà con rất là nhiều và hẹn gặp lại quý bà con trong những video khác nha. Xin chào và hẹn gặp lại.